Rồi. Ai chấm điểm cho Lê? Bây giờ ai chấm điểm cho bạn Hiếu? Ai chấm điểm cho bạn Hiếu? Ai chấm điểm cho bạn Hiếu? Rồi, hai em trai. Ủa, chấm điểm ai vậy? Ai chấm điểm cho Eli? Ai chấm điểm cho Eli? Em. Rồi, nhớ nha. Em chấm điểm cho Cam. Rồi, ai chấm điểm cho Emily? Em không biết. Helen. Helen chấm. Tất cả mấy em đều chấm điểm cho Emily đúng không? Nhiều bạn đía em quá vậy Emily. Mấy em đang là mục tiêu của mấy bạn. Bắt đầu vô. Tiêu nói gì thì mục tiêu em mà sai sót là mấy bạn bắt hốt em liền. Chứ đâu có sướng. Bắt đầu nha. Hồi Elite ra chúng ta cùng chấm điểm cho Elite nha. Mọi người chấm em sợ bây giờ. Bắt đầu vô. 1 2 3 bắt đầu. Chấm đi. Rồi, về. Chấm điểm kìa, ê, ngưỡng mặt cao vậy. 1 Rồi mấy bạn ơi, thở nước 1 phút, thở nước 1 phút. Cam 5 lần đi ôn, Cam 5 lần. Dạ Cam, 9 lần. Emily 9 lần. 9 lần đúng không? Emily 9 lần đúng không? Emily thở nước 1 phút. Chìm xuống người thở nước 1 phút, đừng dừng lại như vậy hư phổi. Phổi nó không phát triển được, em không thể lặn biển được đó. Thở nước lẹ lên, nhanh lên. Rồi bắt đầu vô. Rồi bây giờ sao nè mấy đứa? Emily 9 lần. Eli nhiêu? Emily rồi Eli. Emily là bao nhiêu vậy? Emily là bao nhiêu vậy? Emily là 9. Còn Eli? Eli đâu chấm đâu. Ai chấm Eli? Ai chấm Eli? Eli nhiêu? Eli bơi mà. Em cũng chín luôn, hai chị em lá phổi bằng nhau hả? Tion lại em nói Tion cái. Vì em chắc hồi sẽ đến đây. Gì hả? Để đến đây thay thế cho trách nhiệm của mẹ em á. Cho lát hồi 4 giờ cho có người gọi Tion. Rồi Hiếu 5 lần. Ok. Ok. Ủa 5 lần là bằng em hả? Dạ. Bằng em chứ không phải bằng. Ủa vậy là Phú Hào đang giữ kỷ lục là 4 lần hả? Dạ. Ghê vậy. Hay quá. Tion đang giữ kỷ lục 0 lần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần thi đặc biệt của bạn Elite. Mấy em ơi, ai chấm điểm cho bạn Elite? Tất cả các em chấm điểm cho bạn Elite luôn nha. Rồi bắt đầu vô.